Phương pháp xét nghiệm giang mai gồm những phương pháp nào? Xét nghiệm mô bệnh phẩm, dịch lấy từ các vết loét giang mai, còn gọi là xét nghiệm bằng kính hiển vi trường tối. Bác sĩ lấy dịch từ vết loét giang mai, dịch âm đạo, dịch niệu đạo để soi dưới kính hiển vi trường tối, tìm ra sự tồn tại của xoắn khuẩn gây bệnh. Xét nghiệm này được chỉ định áp dụng cho những người mắc giang mai ở giai đoạn đầu, mới phát bệnh, nhiễm xoắn khuẩn giang mai từ 10-90 ngày, chưa xâm nhập sâu vào máu. Xét nghiệm giang mai bằng phản ứng sàng lọc RPR và TPHA trong máu. Đây là hai xét nghiệm phổ biến và có thể chẩn đoán giang mai. Xét nghiệm RPR và TPHA thực chất là thử kháng thể trong máu mà cơ thể tạo ra để chống lại sự nhiễm trùng. Xét nghiệm dịch não tủy. Bác sĩ sử dụng các dụng cụ y tế chuyên dụng để lấy dịch não tủy mang đi xét nghiệm xem xoắn khuẩn giang mai có xâm nhập vào hệ trung ương thần kinh hay chưa. Đây là loại xét nghiệm được áp dụng cho những trường hợp bệnh nặng, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng.